đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Tối ngày 2 tháng 3, stylist của Triệu Lệ Diễm chia sẻ lên Weibo bộ ảnh mới nhất của ngôi sao sinh năm 1987. Mới đây, Triệu Lệ Diễm đã có mặt trên sóng livestream để quảng cáo cho bộ phim điện ảnh The Year and The Last Dragon. Được biết, bà xã Phùng Thiệu Phong đảm nhận lồng tiếng cho nữ chính Gia. Đây là lần đầu tiên cô thử thách bản thân mình với một vai trò mới. Nhiều ý kiến cho rằng nữ nghệ sĩ khá quan tâm đến sự kiện livestream này nên mới xuất hiện tại nơi này với bộ lễ phục lộng lẫy và không kém phần long trọng. Thiết kế phần trên váy cúc ngực kết hợp trễ vai giúp Triệu Lệ Diễm khoe bờ vai thon nuột, xương quai xanh tinh tế và làn da trắng mịn nõn nà. Mái tóc búi cao khoe trọn gương mặt trái xoan. Khó có thể tin, nữ diễn viên Hữu Phỉ sắp chạm ngưỡng 35 tuổi và đang nuôi con nhỏ. Dân mạng khen ngợi, nàng tiểu cốt như mới 18, đôi mươi, với gương mặt nhỏ xinh, búng ra sữa. Sau khi kết hôn và sinh con, Lệ Diễm ngày càng thăng hạng nhan sắc. Cô là một trong những mỹ nhân hạng A showbiz viên mãn cả sự nghiệp lẫn tình duyên. Lấy Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Diễm vốn không môn đăng hộ đối. Cô xuất thân nghèo khó, đến từ vùng nông thôn. Trong khi, chồng cô là thiếu gia trong gia đình siêu giàu, còn có danh tiếng trong showbiz. Tuy nhiên, cô vẫn rất được lòng mẹ chồng. Bà Phùng từng tiết lộ, lý do chấp nhận Lệ Diễm vì cô là người đơn giản, thẳng thắn, không vòng vo, không cơ hội. Bà Phùng đánh giá cao con dâu vì chăm chỉ làm việc, là người có thể sát cánh bên con bà, cùng nhau trưởng thành và làm việc. Về sự nghiệp, Lệ Diễm vừa qua được trao danh hiệu nghệ sĩ thực lực tại sự kiện đêm hội Weibo 2021. Dự án Hữu Phỉ do cô hợp tác với Vương Nhất Bác ra mắt hồi đầu năm đạt được lượng người xem tốt, thêm khẳng định cho danh hiệu nữ hoàng dating của Kirby.